Mở đầu tập 36, Diệu tới gặp Quân thì gặp Phương ở bên ngoài công ty. Sau vài câu chào hỏi, Diệu đã cố thể hiện quan hệ của mình và Quân trước mặt Phương. Sau đó, Quân đưa Diệu đi ăn sáng. Dù Quân phủ nhận nhưng Diệu vẫn tin rằng lý do Quân chia tay cô là vì Phương. Cô cũng khẳng định cô yêu Quân nên cô sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Diệu còn đòi Quân cho cô mật khẩu căn hộ. Cô hứa không làm xáo trộn cuộc sống của Quân nhưng cô muốn cho anh thấy cô mới là lựa chọn đúng đắn của Quân. Khi Quân và Diệu vừa đi khỏi, Sếp Dung cũng vừa bước tới. Trước mặt Phương, Sếp Dung cố tình hỏi Phương thấy Diệu thế nào. Khi Phương khen hai người rất đẹp đôi, Sếp Dung còn nhấn mạnh phải nói là Quân không tìm được ai hơn Diệu cả. Gặp Quân ở công ty, Phương khen Diệu dễ thương. Quân cố giải thích quan hệ của anh và Diệu hiện tại không như Phương nghĩ. Quân còn nhắc tới việc chờ câu trả lời của Phương sau cuộc gọi tối qua, nhưng lúc này anh mới biết hóa ra hôm qua là Nguyệt nghe máy chứ không phải Phương. Ở diễn biến khác, Ly, vợ của Việt tìm đến công ty luật D và Q và yêu cầu đích danh Phương xử lý vụ ly hôn cho mình một lần trước. Ly đã thử ra khỏi nhà một lần nhưng thất bại vì lần đó. Cô chưa nắm được điểm yếu của Việt, nhưng lần này thì khác. Cô muốn ly hôn càng nhanh càng tốt vì cô quá ghê sợ nhân cách của chồng. Ly nói cô không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ cần được nuôi hai con và một nửa số tài sản vốn thuộc về ba mẹ con. Ly tin tưởng Phương vì thứ nhất, Phương thấu hiểu hoàn cảnh của Ly, còn một lý do nữa là Việt rất ngại vợ chồng Phương. Trong khi đó, Việt cũng xách quà cáp đến tận nhà gặp Phương. Dù về tận nhà tiếp Việt nhưng Phương cũng thẳng thắn nhắc nhở anh từ lần sau không nên đến tận nhà như vậy. Về chuyện ly hôn, Việt nói Phương đừng nghe một phía từ Ly. Anh thuyết phục Phương đừng tin những lời hoang tưởng của Ly. Trong lúc Việt đang nói chuyện với Phương thì Hoàng vừa về tới nhà. Thấy Việt đang dồn ép vợ mình, Hoàng liền đuổi Việt về. Ra đến ngoài sân, Việt xin lỗi Hoàng và gửi lời xin lỗi Phương. Hoàng trở vào nhà, nói đỡ giúp Việt vài câu khiến Phương càng thêm tức giận. Cô cảm thấy bị động đến vết thương lòng. Khi tôi hay cô Ly quyết định ly hôn, có nghĩa là không thể gắng gượng với cuộc hôn nhân của mình nữa, Phương khẳng định. Vì câu nói của Phương, Hoàng đã rất buồn. Anh cũng thẳng thắn nói lại vợ, anh đã cố gắng rất nhiều nhưng từng đó chưa đủ để xoa dịu và làm em quên đi những gì anh đã gây ra. Trong thâm tâm, anh vẫn muốn chúng ta đi cùng nhau nên em cân nhắc. Còn em đã có quyết định của mình rồi thì cứ nói với anh. Nói rồi Hoàng bỏ lên phòng khiến Phương phải suy nghĩ.
Mời quý vị đón xem các tập tiếp theo phim Hành Trình Công Lý phát sóng vào 21 giờ 40 phút thứ 2, 3, 4 hàng tuần trên kênh VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.